Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi chọc lá gói bánh năm giỗ chàng tửng. Rồi xin chào cả nhà. Lá của cụ Mắng nè. Năm nay mình không có xuống về ngoại. Hôm nay một cái bên bà Chính có vườn chuối nè. Hôm qua mình xin lá chuối để về làm gói bánh tét. Đây là cái vườn của bà Chính. Rồi gấu ôm cắt hết rồi. Chức nhấp hết. Qua đây chó đã cắn mày chết. Đi vô, đi về. Nhìn lên. Đi về. Đi về kìa. Nhìn lên. Gan ha. Đi về. Đi về. Đi về. Đi vô. Đi vô nhà. Để lên. Nó còn lỗi chưa qua được kìa. Đi vô. Chó này bự bự không đó. Đó lưu rồi qua tới đây là không dám qua luôn á. Mình phải ẵm nó qua. Nó không dám đi á. Tại thấy mấy con chó ở phía sau này nó bự. Gấp đôi không á. Cây chuối bự ghê à. Bự như cây chuối hột. Mình chọc xong mình phơi nó. Phơi cho nó héo rồi mình đem vô mình gấp ra. Mình gói 5 kg nếp, 5 kg nếp thì rơi khoảng tầm 20 đòn. Thì mình một tàu vậy đó, mình sẽ là gói được một đòn. Mình trừ hao khoảng chừng tầm 25 đòn, 25 tàu là mình được rồi. Thì đó mẹ mẹ mẹ, mẹ quăng xuống vậy nè con. Rồi. Không biết, không biết bà già đâu hả? Ừ, đâu biết già. Chú già chứ bà già. Thì bởi vậy coi nè. Trời ơi, già chơi. Chú xinh đen không à? Bởi vì hổng dài. Chú xinh đen mà chín một lắm. Cái này có bánh đã luôn á trời. Giờ là giờ gặp rồi đó. Giờ gặp 55 rồi đó. Vậy là nấu ra. Cái gì? Tháo ra gặp này. Lấy dây chuối gà cối luôn hả mà. Cối luôn. Bà Mắng nói ngon là ngon bọn này còn bánh tét ngon lắm. Mẹ nói mẹ chọc ra bữa trước yếm dừa bà Tư và Mắng. Cái này nó dễ. Gói bằng yếm dừa phồng tay. Mẹ thì mẹ phái. Lá thì anh là gói, còn cái cọng thì mình làm dây mình cột luôn. Cột cái phơi dẻo dẻo cột bánh tét ngon lắm. Bà Chính hái ủa cho chọc một ấy hạn qua rồi phơi chưa gì chưa? Đâu có hôm qua. Qua đâu có nắng đâu. Không phải. Ấp ấp hả? Chúng ta tại vì tôi nói không tính đâu nhiêu quá mình được rồi. Mới vậy đâu được. Ừ bà Tư cũng nói nữa. Bà Tư nói gói như vậy ha. Trời ơi nó không đủ. Thấy không? Hồi đó bà Út là mà kêu ngồi tóm vỗ nè gói nè. Nó dây này không à? Có làm thì có ăn chứ. Nhưng có cơm chứ. Có cơm có. À, giờ mình vào mình phải lấy chuối.
trong nhà gì chút chú Út nấu cơm trong nhà. Ở đây có một cái bầy gồng gồng là cá lóc con đó cả nhà, bầy lớn này. Nhà bà Tư mới giống ngay dưới quê nè, củi phơi đầy vườn nha. Còn nhà mình còn bếp ga không. Tư có làm dưa chua cho mình nè à? Không có khổ qua hả bà Tư? Qua có là tháng này làm nó không có trong đâu. Để làm mình nó không có ngon. Củ cải vậy là củ cải thôi. Mấy cái tuổi của bà Tư ra chậm rồi. Mấy cái đám cưới luôn á. Phải chút mấy cái trồng dừa để làm chổi, có chổi á. Vậy nè. Lá dừa. Cái này dây để bột bánh tét nè. Cái chả dây chả dừa thì mẹ làm được, dây này chả không được. Có gì đâu. Chắc phải ăn đá mà vậy ta chả dây chả không được. Làm biến. Không biết thì làm cho biết. Cái gì không biết làm biến. Cái gì không cái gì không cái gì làm biến không biết cho lẹ. Trời ơi thiệt nha, gặp ngày hôm qua nay dây ấy tôi làm gò rồi nè. Dây yếm dừa. Tôi làm gò mất tiêu rồi. Còn không thấy không, tôi ra tôi làm gẹt vô cái tôi ngồi tôi chẻ. Xong vô bó tay. Đứt tay. Vậy chứ nó dễ. Con này gì nào giờ không có chẻ, chẻ không được. Chẻ nó tước thì tùm lum hết trơn. Ba cái dây đó buộc một bánh không có đẹp. Ba cái yếm dừa đẹp. Đẹp nó đẹp. Dư nhóc luôn. Mau ha, mẹ tính đâu rồi đó, hết chọc rồi. Mưa hả? Sáng không làm rồi hôm nữa đi. Trời đang đẹp mà. Mây cao. Vậy phơi lá chuối xíu nó héo à. Héo quá thì mình gói không được. Mà còn tươi thì nó sẽ bị bể. Nó bị tét lá. Có mấy tàu bự ghê. Mấy tàu bự ghê là dư một đòn. Gói bánh tét mới đã nè. Còn có cái ít thì nó bự quá. Nó mấy cái này cộng này để gói luôn mà, làm dây luôn. Để làm dây luôn. Thì đó là mấy vậy. Rồi chú. Rồi. Chú đang nấu canh chua. Canh chua cá, con cá này người bán nó kêu là cá sao, cá sạo gì nè. Cá sạo. Làng cá không có thiệt, không có thật. Nhà còn cái mấy cái bắp cải hái vô. Nêm thêm miếng đường mới được. Còn này cá chiên. Này mình có lấy cá lưới trâu với mấy cá phèn. Cá này là có chua. Cá này là chiên xả, ớt. Cái cá sông, cái cá biển. Cá này thịt ghê. Chị mà xin hả? Ba lon. Sáng ăn rồi. Quên miếng nữa. Rồi xong mày cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Bên nay cơm gì? Cơm xong xé lá chuối tiếp. Ai ngược đầu xé lá chuối. Xé hả? Xé lần coi bao nhiêu. Lót biết nhiều đoạn đó hả? Chú có đũa chưa? Có rồi. Chọc lá xong vô có cơm ăn. Cơm mới vậy, cái này lá xong cơm ăn. Canh chua. Gió mát.
cá này người bán nó lên cái gì, cá xạo. Cá xạo, cá gì? Cá xạo. À, ngon lắm, thịt ngon. Béo. Cá trẻ giá thử rồi. Mới nghe đầu tiên. Cá xạo. Nhưng mà có ăn rồi. Để dàn sao Út gấp được. Được. Cái dài luôn. Nè, dẻ khác luôn. Rồi gặp chị không được nữa. Gặp tay quỳnh đó. Ừ. Mày cái nhà dùng cơm nha. Mày chấm với muối ớt. Ớt với chan miếng nước. Chan miếng nước canh vô nhiều nhiều cho nó đỡ mặn. Rồi sẽ lát cái con lau. Hồi đó đánh dỗ nội của đánh bánh tét á, bắt hai gái còn kêu mẹ mua 1 kg đậu phộng luộc nấu lột hột lột vỏ ra hết. Trời ơi, mẹ với cha thức suốt đêm luôn, thức tới 1-2 giờ. Như là hồi đó đâu có đậu bóc vỏ hả? Không, đậu phộng. Ừ. Lột vỏ ra làm chi? Để ở ngoài nếp chứ không có đậu đen. Bác hai nói đậu phộng ngon. Ông nội ơi, hai chồng. Ủa, đậu ngon vậy, bóp vậy nó cũng ra. Không, đậu sống hả? Không, luộc rồi. Ngâm rồi ngâm. Lột ra. Ừ. Hai chồng lột mắc cười chết. Để đậu đen vô ngon. Ừ. Thịt cá này nó dẻ. Ừ. Dẻ mà nó không có dẻ ăn ngon không? Nó không có xương. Trời, ngon. Ngon ngọt. Hả? Ừ. Ngọt béo vậy không? Ngọt. Con thử đi. Mắc liền á. Cá này đó mẹ mua đó. 100 ngàn ký. Bữa đó có con ngàn ra. Hình như có mà. Giống cá nó rù rù quá không? Ừ. Mà thịt nó dẻ ăn cái rù rù mà thịt tan nát cho. Con nói là cái gì? Xạo. Ừ. Chắc phải nói rồi đó. Đợt đó nhỏ nó nói. Mua được. Cái gì? Như có lửa trâu mà nó ngắn hả? Cái gì? Cái này không? Bơn. Bơn. Ừ, nó cái này không có, không mua cái này. Ừ. Mày ăn gì cũng cay hết. Giật giật mỏ luôn. Cá dẻ ngon. Ừ, nó còn chua ngon nữa. Ừ. Này cũng mua quá à. Chị gì bán ngay rồi mà được. Cho em xếp được. Đồ này nó lì ghê. Để em có thử nghiệm thôi. Mua đồ ấy chưa? Mua đồ gì hôm qua hết mua? Chưa nữa. Đồ gì? Đường, nước mắm. Nước mắm, dầu. Phải mua luôn. Dầu hào. Hạt điều. Đi lắp nữa, nhìn chút lấy giấy đi nha. Nhớ lập ra đi, đi vô cái giò mình mua. Bữa không gửi rồi, cứ vô quên những món. Nguyên thôi. Bảo cho ba mà. Hên không? Hên gì, cắm dở ngay chứ. Đâu có, mình phơi vừa khô lá kìa. Ừ. Lấy miếng giải xe một xước xuống đây. Chiều mai cho. Lẩu xe. Cho mát. Cho mát. Ừ, động chút gì đó. Ừ, nóng chết. Gió gì không có nổi. Mày lẩu tới 12 giờ trưa. Ấy hết rồi. Tới chiều 2 giờ rồi làm. Chuyển hướng rồi. Chuyển hướng lại rồi. Ừ, pha đậm uống mấy phê. Dạ hả? Dạ, rất đậm. Tôi là mà. Đúng không? Chốt đi một hôm ly cà phê gì đâu mà ông nội ơi. Vậy là 20 ngàn ly cà phê giữa lát. 15. Ừ, 15. Ở đâu? Quán gì? Màu màu á. Sắc màu hả? Ừ. À. Nói chỗ nào không? Ngay ấy đó. Ngay chỗ cái chân nữa hả? Ừ. Út, thấy không?
cá không? Em của bố Hổm hỏi là em của thằng Hạnh đó, về đám cưới đó. À. Ừ. Không biết mấy bà đi, mấy bà đi uống cà phê lại, ngu lại con là nó phải chịu làm chục người à? Bởi vì anh ta nói uống cà phê là hiền mà hiền nói á. À. Vậy chứ nói vừa qua nhầm lại anh ta đi về bắt bẻ. Trời đất ơi, ta là bà người ta dễ chơi này. Thấy không? Bà Hai nè, dì Trúc nè, mẹ nè, dì Phụng nè, dì Hằng nè. Như vậy hẹn đi ra phía sau lặn đạp xe đạp nữa. Chở chú công Dương á. Có đồ thể thao luôn. Chở đó có cà phê dịch, chở đó có cà phê á. Ừ. Cà phê đó ngon. Uống kia đằng kia. À, cửa đằng tới đây nè. Cái kia uống nhiều, uống em còn uống được. Uống đó bà Hai. Uống giá uống nữa. Thầy không biết bà ngủ được không á. Được. Con giá không qua. Thịt. Thịt kìa. Rú ra rú đầu ra gắn ra té xỉu. Ủa em bị con dịch vượt một cái. Kịch kịch chơi thấy lúc đầu ngắn ngay xỉu. Rồi chứ đi vô ngủ mẹ rồi đi. Gấu nó vẫn chưa bỏ cuộc à. Khịch 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 khịch. Như vậy nè, cái đồn thế này nè, bà để vậy nè nè. Bà cuốn lại nè, được không? Trời ơi. Bánh gói sao? Bánh gói dạng chứ sao? Vậy chứ sao? Bậy, bậy. Đây nè, gói gói vậy nó bị tét. Cưng ơi. Gói vậy rồi, thì bó vậy đó. Nè, bây giờ lá vậy nè. À, cái nhà nè, út cái tiểu lá này rồi đầu để. Chuyện tôi nói không phải miếng này, còn cái miếng nãy đó, miếng thừa lỡ. Để kia người ta làm là lá nguyên trước, chừng nào thiếu rồi mấy cái đó. Cái xét trên là sẽ dụng như hết rồi. Đâu có. Hai người làm được không được thì bỏ ra người. Nghe tôi đi nghe. Nghe đi. Mà. Xin can ngay đàn. Đi lá lỡ lỡ cho nên xé mẹ lá đầu chân rồi. Lá lỡ xé như sao vậy? Mặc kệ ai làm gì làm không. Nói cái tên nó ngồi vậy. Không biết còn gì trong đây mà nó khịch nãy giờ. Có gì khịch dưới không? Ngồi gắn lú đầu ra. Xỉu, té xỉu. Lấy đồ kiều á. Rồi lú đầu ra sợ mình xỉu trước nó đó. Ủa? Ngân mối. Ngân mối kìa. Ngân mối. Ngắn mối chạy mất tiêu rồi mà đứng đó mày gấu mày sủa. Nó hử không có rồi nó đi chứ khi mà cà phê gì ăn cà phê quạo trời giết quạo luôn hả đại uống cà phê giết quạo luôn kêu cà phê gì ốc quạo hả cho mẹ với mẹ gì chút đi bán nước với bán cơm là đâu có đem ra ta về bắt ủa đâu đâu rồi đem ra là khách dễ okay. Chân nhỏ bán hủ tiếu đâu mà chị đâu cũng có chủng hủ tiếu ta là khách vô chủng hủ tiếu dùm cái gì của cái tay làm lia chia mà phải thật bóc miếng nào miếng nấy là rõ ràng không phải là tô ít tô nhiều đâu mà có một cái phim thì phải đợi chờ chứ. Cà phê này hôm bữa Vũ bạn mình xuống nó mua nó cho uống nè. Cà phê con tâm. 10.000 đi, 10.000 đi. Mày vô. 10.000. Mày vô. Rồi. 10.000 đi. Không có nhỉ gì. Trời ơi, lúc vậy là có rồi mai cả nhà uống cà phê nha. Nghe nói uống cà phê là có nước mắm nha. Trời nước mắm nhỉ chế nhiễu vô xíu ngon. Bởi vì người ta nói đi quán cà phê ghiền là đó. À, thấy không? Cà phê ta màu vậy nè, mà cánh tráng. Ừ. Còn mấy cà phê ở đây mẹ uống 10 hàng ly đến đen nuôi. Bà gấu thấy gió, chẳng mưa chạy lên tới đây luôn.
Bây giờ mà đi đâu đâu đi theo đó đó. Rồi lấy gung kìa. Ui, ui. Ui. Bài tóc là phòng nó chơi lên rồi kìa. Nó gầy, nó gầy. Giờ gà là ai đầu gà? Kêu thở lại nó là. Kêu cái thằng đó đó không? Hồi đó không biết đường không là không lấy nhà tay à trời. Nó không nói thì nó nhẹ, nó không nhẹ rồi. Theo gì? Mở, rồi lấy sợi dây cuộc nó lại rồi kê cái gió, cuộc cho cái cà, cái gió. Gió mà buộc rồi mà treo chịu sao nổi gió này, gió này là nó bay luôn á. Để mẹ đi. Cái đó là chỉ che nắng thôi chứ bà che mưa mưa mà gió có này. Nó đó nó quạt 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 cái bành nó chưa. Cái đó chỉ che nắng thôi, mưa thì nó tạt vô chịu chứ sao chịu vậy. Cái đó mà để mưa không có gió á, cái nhà mưa gió này. Cái nhà để che mưa thôi, ý là không che nắng thôi chứ che mưa tới mưa là ừ. Chảy. Từ trước tới sau đó. Cái gì đâu vô đường nước vậy trời. Nó lại tạt nha. Vô á. À gió hai bên vậy nè. Còn mấy cái cửa sổ thì nó bị thấm nước. Một tôm bảy nhà gì làm nhà nhà cắt có 70 triệu mà mấy năm rồi hả mất trời à, mười mười một triệu 11 năm 70 triệu đâu cắt vừa xong ngày nay là ngày mai vật tư lên ào ào luôn á nhà cắt như vậy chứ vậy bà gỡ vô con mấy trăm triệu á mất cười của năm thằng tấn á. Trời ơi, cái già ta chừng giao nhà rồi của năm ấy, trời ơi. Hú hồn. Hú hồn. Kêu thợ. Bây giờ nghe tiền thợ nó bây giờ làm thợ nó đó bên Mỹ rồi. Cắt cái nhà xong đi Mỹ luôn. Cắt nhà xong đi Mỹ. Rồi mưa rồi tới kìa. Em nghe chị nói chị kêu cái em sợ chết rồi chứ chừng cắt rồi nhân dao em hú hồn. Hồi chút lúc trước là cái nhà mình ở ngay ổ chung dịch á, nhà cũ, nhà lá vậy nè. Vậy đó. Rồi, vậy đó. Gió thổi bên đây. Giờ mà ai kêu gấu xuống đường mới sợ. Ai kêu gấu xuống đường mới sợ. Làm kìa. Cần cái nhãn này gấu. Cắn gà. Rồi cào đi trời đỡ đỡ. Cặp đã sợ. Nhà bự chắc không tới. Mày cắt cái biệt thự là bả nó ở trong luôn mẹ. Mày không cần gì cái sáng mày cây chổi với cây lau nhà rồi. Đẩy thì đá nó chèo. Rồi ăn bát nước với cái tô cơm rồi. Ờ thì là vậy xong đó. Tao lau. Vậy tao lau cũng biết chủ nhà hay nhà tao lau nhà. Lần quét nhà hay nhà tao lau lần cái gì đâu mà quét rồi lau quét rồi lau. Nếu thấy thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.